Xin chào. Chào mừng mọi người đến với chương trình Vi Hành Cùng Sao. Và bọn mình thì vừa mới đi xem phim ở Vitexco xong. Hiện tại thì đang đi trên con đường Hồ Tùng Mậu ở quận Nhất này, rất là nhiều đồ ăn luôn. Đúng rồi, mọi người có thể thấy dọc đường rất là nhiều quán mà nói chung là hồi trước khi mà vào coi phim là mình đã định mua bắp ngọt để ăn, mà vì một số lý do mà hai đứa đi trễ nên là không có thời gian mua bắp. Nên tự nhiên bây giờ thèm ăn đồ ngọt dã man luôn ý. Nên là nghĩa là sẽ vào một cái quán có trà sữa này, đúng không? Em muốn đi không? Bánh ngọt rồi xong rất là, nói chung là nhiều lắm. Cho nên là mọi người hãy cùng theo dõi Hana và Hailey để coi Hana và Hailey sẽ chọn món gì nha. Let's go. Mình đang cảm giác rất là trông đợi vào cái bữa ăn tụi mình đã kêu. Một, hai, ba. Cheers. Hai nhà lại thử nước cái. Nước em là trà đào sả tắc. Của chị là xoài. Của em á, nó thơm mùi đào, nó chua có mùi tắc và nó thơm mùi sả nữa. Còn chị thì rồi. Thôi chị ơi, em rất là muốn ăn cái này luôn á. Nó có thơm phung phức nãy giờ. Đây cho mọi người chiêm ngưỡng qua cây kem khổng lồ. Nó to hơn mình nghĩ. Let's go. Thực ra ở ngoài Hà Nội chỉ có một cái chỗ bán bánh trứng gà non cực kỳ ngon, nhưng mà chỉ có bán bánh trứng thôi. Bây giờ mình mới nhìn đấy, mình mới nhìn thấy một món ăn mà có kem ở trong đấy. Mình ăn rồi chứ. Bẻ nó ra. Cảm giác rất là giòn nha. Nào. Mọi người nghe rột rột không? Kiểu, mít rồi. Không biết nghe không? Rất là thơm, cái mùi trứng cực kỳ ngậy luôn. Đúng rồi, nhưng mà nó vẫn là kiểu bánh á. Nó không biết đâu. Chị ăn bánh như kiểu pancake hay waffle ấy, chị rất thích cái kiểu mà bên ngoài thì nó giòn ấy. Ừ, bên trong thì nó mềm. Đúng rồi, nó mềm. Đúng rồi, nó vừa có rất là giòn. Nhai cứ rút. Bây giờ mình ăn thử nó với kem đi chị. Rất sợ nữa. Mình bẻ một cái miếng này nhá, xong rồi mình kiểu múc một miếng kem lên ý. Okay. Không, em nghĩ chị nên cho thêm chút sầu riêng nữa. Sầu riêng rồi, sâu sắc quá, sâu sắc quá. Kiểu phải kết hợp tất cả mọi thứ, cả kem tươi nhá, cả sầu riêng. Tinh túy. Cả tinh túy của đất trời. Cả kem sầu riêng và cả sầu riêng. Rồi. Mời mọi người nha. To khổng lồ luôn. Của em hơi nhỏ hả? 1, 2, 3. Chính là cảm giác mà em ăn nhiều kem rồi. Đúng rồi, không có lên nè. Nhưng mà vừa bỏ vô hả, kiểu nó mát lạnh luôn. Thì cái miếng đầu mình ăn nó không có lạnh, hiểu không? Thì vừa bỏ kem vô nó lạnh xong rồi nó còn thơm phức luôn cái mùi sầu riêng. Chị rất thích ăn sầu riêng nè. Chị cực kỳ khóa những món nào mà có sầu riêng. Nói chung là sầu riêng. Nãy giờ ăn cái này á thì thấy là bánh á, về phần bánh nha, bên ngoài nó kiểu như nó sẽ có một cái lớp giòn ở bên ngoài, xong rồi mọi người ăn vào bên trong mọi người sẽ thấy nó xốp và nó thơm mùi trứng. Khi mà mọi người ăn chung với kem á thì kem nó không có bị, thường thường mọi người khi mà ăn kem ở những cái quán mình rất hay bị gặp cái trường hợp là nó bị đá chị. Nó bị ăn kem nhưng mà nó không có mềm hay là nó không có mịn mà nó bị đá, là nó pha với nước nhiều quá. Đúng rồi, nhưng mà cái kem này nó không bị, và sầu riêng rất là thơm và không có bị kiểu sao không bị lạ ấy. Đúng rồi, không bị lạ. Đúng rồi, thơm. Dạ này, đây như mọi người nhìn thấy này, cực kỳ xinh luôn. Chị thích kiểu rắc mấy cái mà hạt hạt này này. Đúng rồi, trở về tuổi thơ đã mang đi. Trở về tuổi thơ chứ. Cái món này ăn sẽ hơi khát nước. Chị có thấy gì không? Không. Ủa vậy hả? Ngon. Em ăn xong thấy khát nước quá trời. Chị bị khát nước khi mà ăn những cái món ngọt quá, nhưng mà cái này nó không bị ngọt gắt. Mùi nó ngọt, nó thơm, nhưng mà nó kiểu nó dậy mùi trứng thôi chứ nó không bị ngọt gắt quá. Khi nào mọi người tới đây mọi người nhớ thử cái này nha. Mình nhớ là hình như nó 70 mấy ngàn hay sao.
Không, nhưng mà đáng đồng tiền mà, đúng không? Nhiều người ăn lắm, chị với em ăn là không hết đúng đâu. Đúng rồi, rất là to luôn, mọi người nhìn nè. Ừ. Nó rất to luôn. Cái này nó có to quá không? Nhưng mà em nghĩ không sao. Trời ơi, miệng quen to lắm. Anh hết nha. Nè, em không biết là cô cho em được, được. Anh hết này, 2, 3. Hết luôn, hết luôn. Nó không bị ngấy. Phần kem á, đúng không? Chị thấy gì không? Để kem tươi bình thường, nó, kem cream. Đúng rồi, nó đúng rồi. Nó rất là, nói chung là nó rất là vừa, mọi thứ rất là vừa. Và một cái mình rất là thích ở đây á là xoài nó rất là ngon. Ừ, chị thấy gì? Đây có phải miếng xoài tươi không ta? Xoài rất ngon, nó xoài không bị xoài, tươi xoài chín nha mọi người, nhưng mà nó không có bị xìu hay là nó không có bị cái kiểu mà mình hay ăn xoài chín mình gặp á, mà nó rất là đúng rồi, mà nó rất là cứng, mà ấy là nó kiểu nó rất là ngon á. Rồi xong bánh là mọi người coi đây là một cái miếng xoài tươi hoàn toàn luôn. Rồi cái miếng bánh này ở ngoài thì nó rất là miếng bánh crepe ở ngoài nó rất là hay, là đem ăn bánh crepe thế nào, ngon lạ nói không? Chung là lạ hả, lạ thì thấy cũng bình thường, ấy là bình thường nhưng mà thấy ngon, nhưng mà em không biết là sau này em đi ăn chỗ khác nó có ngon được như chỗ này hay không thôi. Thôi ăn đi, ăn đi. Ngon rồi, đã xong món bánh crepe xoài rồi lại còn biết nuối thêm miếng xoài nữa chứ. Đây, em đoán xem trước kia, em đoán xem đây là gì. Chị nghĩ đây là xoài rồi thì màu xanh là màu dưa, kiểu dưa gan không? Được. Bổ đi. 2, 3. Yohana. Sầu riêng. Đây mình ăn sầu riêng này. Ui, đây mình ăn sầu riêng này. Trời ơi. Vẫn là tiếp một ngửi nha mọi người. Sầu riêng thì nó thơm hơn rất nhiều, tức là cái vị nó sộc lên, nó sộc lên, chứ không phải là mình phải đưa mũi lại gần. Đúng rồi, mình chỉ cần bổ ra mình có thể thấy mùi sầu riêng rất là thơm rồi. Nó lạnh chị à. Thế á? Từ đây à? Vô đây. Ủa quá xoay xoay cái miếng này. Em ăn phải đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Đúng rồi mà. Chị sẽ ăn một miếng rất to. Đố chị, nó lạnh là của cái lạnh gì? Còn sầu riêng đúng không? Đúng rồi. Lạnh lạnh. Nó thấy cái này là cái này nó có sầu riêng, nó lạnh lạnh mọi người à. Nhưng mà cái này mọi người đi thử tại quán nha, sợ đem về nó không còn lạnh nữa. Ừ, thật sự mọi người tưởng tượng nhá. Kem tươi nó đã béo rồi, ăn quậy này là bị sầu riêng nó còn béo hơn rất nhiều lần. Nó còn thơm miệng ấy, chị rất thích ăn đồ béo kiểu phô mai ấy. Thì đây là một trong những món mà chắc chắn là chị đến đây chị sẽ ăn thử thêm một lần nữa. Nhiều lý do vì sao hay đi thôi thôi được. Thôi cái này được. Nói chung là ăn hơn giữa hai cái này, thích cái nào hơn? Chị thích cái này hơn chắc chắn luôn, chắc chắn là sầu riêng hơn. Em thích xoài hơn, tại vì em thấy cái miếng xoài ở bên trong cái bánh này nó rất là ngon thực sự luôn á mọi người à. Món tiếp theo nhìn cái là biết là chè rồi á. Đây là có bưởi có xoài này. Vô 1, 2, 3 vô. Em rất là thích món chè này, nhưng mà nếu là em thường thường đi ăn chè là em sẽ lựa món chè nào giải khát. Chè này thì mọi người sẽ ăn vào nó không có giải khát, nhưng mà ăn kiểu tráng miệng á, tráng miệng thì ngon. Hợp lý. Tiếp theo. Nhiều để cái món cuối cùng. Nha mọi người ơi. Trứng hấp tuyết yến nhựa đào rồi đó. Em vẫn không hiểu không chị biết à. Là trong này có gì. Em thấy có một cái lớp mà nó giống như là con yến. Đây là cái lớp sọc trắng này này, con yến này. Xong rồi, không thể nào là con yến chị nhớ. Chị nghĩ là cái miếng đào nó nằm ở dưới đấy. Không chị ơi, nó có một cái lớp rất là, em thấy những cái thứ trong này rất là lạ luôn á. Ở dưới nó có một cái lớp, thì em nghĩ nó là trứng hấp. Thôi được rồi, bây giờ nha. Đi hỏi đi. Cãi nhau mệt quá. Ừ thôi, nhưng mà đi hỏi thì đi, đây. Cầm luôn. Chị ơi, bọn em đang thắc mắc là cái món trứng hấp tuyết yến nhựa đào này nó có cái gì mà tại sao lại đặt tên rất là lạ như thế ạ? À, cái món này á là làm từ một trái dừa xiêm tươi. Thì chị sẽ dùng á là ở dưới á là chị dùng nước dừa tươi với là lòng trắng trứng thôi. Cho nên là món này cho những người mà không muốn mập mà muốn nhiều protein á ăn cái này. Thì là cái món này là không hề mập, chỉ là nước dừa tươi cho mát và lòng trắng trứng.
Ở trên topping là chị dùng là tuyết yến với nhựa đào. Thì tuyết yến nhựa đào này là nó nhựa đào mình ăn nó sẽ giúp cho mình, những cái người mà có huyết áp cao thì nó sẽ giúp cho mình vừa tiêu hóa vừa là hạ cái huyết áp. Với là tuyết yến với nhựa đào nó có rất là nhiều chất collagen thì nó sẽ làm cho da mình nó đẹp hơn. Thì thay vì ở Việt Nam mình nói là có cái chè dưỡng nhan á, yeah, thì đây là cũng là một trong những cái dessert mà nó làm cho da mình đẹp và body. Vậy là bây giờ ví dụ như mà là một tụi em thèm ăn cái gì mà nó... Đúng rồi, mình ăn thèm ăn tráng miệng mà mình không muốn mập mà mình biết phải gọi cái gì. Đúng rồi. Nó vừa bổ mà vừa đẹp. Vậy là để làm ra được món này là phải mất từ 8 đến 12 tiếng. Đúng rồi. Rất là lâu, kỳ công dã man. Kỳ công. Em xin cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nha. Chờ chị xinh quá nè. Em cảm giác cái nơi này mọi người rất là đáng để đi đến đây thưởng thức những món ăn ở đây. Và nếu mà có đến thì hãy nhớ đến 122 Hồ Tùng Mậu ở ngay quận Nhất nha. Cực kỳ dễ tìm Hồ Tùng Mậu mà. Đúng rồi. Hồ Tùng Mậu là thiên đường của giới trẻ chúng mình rồi. Thì các bạn hãy nhớ đến 122 Hồ Tùng Mậu. Một số rất là đáng đồng tiền nha mọi người. Bây giờ mà không chỉ phải món tráng miệng không hề béo nha. Không hề mập nha mọi người, rất là healthy nha. Đi healthy nha, ăn luôn miếng to này. Em cũng vậy luôn. Đợi em này. Hai ba. Sau khi mà ăn tất cả những cái món xuất sắc trên thì thực sự đây là chốt hạ, chùm cuối. Chùm cuối. Cũng mọi người tới đây là mọi người sẽ thử những cái món mà tụi mình đã thử. Ở dưới hồi nãy tụi mình tới là cái menu nó còn rất là nhiều món. Tụi mình chỉ mới kêu cái này thôi nhưng mà nãy giờ chưa thấy một món nào mà dở luôn á. Nãy giờ ăn thấy món nào cũng ngon luôn á trời. Bây giờ là 1, 2, 3 chỉ cái món nào mà em thích nhất này. 1, 2, 3. Đó. Thích nhất nha mọi người. Chứ mấy là thích. Nhưng mà tại vì cái món này nó quá là đặc biệt, từ nguyên liệu đến mọi thứ, cho nên là thật sự trên đời chưa bao giờ ăn được cái món như vậy luôn. Vậy là quá đủ cho một ngày tuyệt vời. Mình chỉ muốn ăn chơi chơi mà cuối cùng mình được chiêu đãi bàn tiệc toàn những món tráng miệng ngon lành như thế này. Thật sự là quá là no, quá là đã luôn. Quá là sung sướng và thỏa mãn sau những gọi là bữa ăn tráng miệng ngon lành này. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì đồ ăn ở đây ngon quá cho nên là tụi mình đã quyết định tìm hiểu một số thông tin để cho mọi người biết là mọi thứ, mọi nguyên liệu ở đây đều là homemade hết. Tức là mọi thứ là đều là một quy trình khép kín, tức là mọi người sẽ rất là yên tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm này, không lo là như kiểu có supply từ chỗ khác, có nguồn hàng từ chỗ khác mà hay là hóa chất này nọ. Đúng rồi. Mọi thứ đều rất là tự nhiên và đều là tự tay làm thủ công đó mọi người. Và ở đây thì mình thấy không gian nó rất là rộng thì cũng hợp để đi gia đình rồi xong bạn bè này nọ đông người. Mà kiểu mình ăn nhiều vậy mình chia ra nó cũng không có nhiều tiền nữa. Mà đặc biệt là đồ ăn ngọt thì chắc chắn là sẽ rất hợp với cả các trẻ nhỏ. Thế là đi cùng với gia đình mà có các em nhỏ thì chắc chắn là sẽ rất là khoái chỗ này luôn. Hồi nãy chị đã nói, có nói với em một câu mà em thấy rất là đúng. Là thường thường khi mà người Việt Nam mình nói tới chè là sẽ nghĩ đến đường hoặc là sẽ nghĩ đến gì nó rất là ngọt. Và nó kiểu mập béo này nọ, nó không có healthy á. Cho nên là chị đã làm thêm một cái kiểu là ăn vào nó sẽ kiểu nó thanh á và nó heo người hợp là từ trái cây này. Đúng rồi. Tất cả các đồ ăn đều chỉ là lòng trắng trứng thôi và làm rất là ngon, rất là thơm, rất là béo luôn, không có một chút nào gọi là đường rồi hóa chất từ nhân tạo. Đúng rồi, cho nên thực sự nói chung mình nói quá nhiều về cái sự mà xứng đáng ở đây rồi, cho nên mình nghĩ các bạn chỉ đến đây thôi. Mình xin nhắc lại địa chỉ là 122 Hồ Tùng Mậu, quận Nhất nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người. Và hãy nhớ đón xem chương trình Vi Hành Cùng Sao.